Thế Nguyên mang bao đỏ gặp vận động viên Phạm Anh Khôi đến từ Cà Mau mang bao xanh. Sau trận này xin mời tổ trọng tài cùng các ông và trọng tài Nguyễn Văn Hiếu quyết định. Trọng tài cũng có kết quả với tỷ số cách biệt 3-0, vận động viên mang bao đỏ Thái Nguyên thắng trận.